Đây là trái bần. Và cây bần là cây bản địa của vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Cây bần này nó sống dưới nước. Ta có thể thấy đây là nước và đây là gốc cây bần. Điều đặc biệt là rễ của cây bần nó trồi lên khỏi mặt đất và nó mọc tô tổ để nó hô hấp. Bởi vì nó sống dưới nước cho nên rễ nó nằm hoàn toàn dưới nước và những vùng đất cực ẩm. Đây là một cây khác. Da của cây bần thì nó lột ra, nó thay thường xuyên và rễ nó thì tô tổ như thế này. Năm xưa thì khi mà vùng đất phù sa, những vùng đất phù sa mới được bồi đắp thì cây bần ở nước ngọt cùng với cây đước hoặc là cây vẹt ở nước mặn là loại cây tiên phong.